Hi, xin chào mọi người. Trong video này mình muốn chia sẻ với mọi người một cái stock mà mình đã mua khoảng hơn một tháng trước rồi. Đây là một cái stock rất là rẻ. Giá của nó hiện tại vào lúc này là chỉ khoảng 14-15 đồng thôi. Mình tính làm cái video này vào ngày hôm qua, nhưng mà busy quá không có làm được. Khi ngày hôm qua thì giá của nó chỉ là 14 đồng thôi, nhưng bây giờ nó lên khoảng 15 đồng rưỡi rồi. Đây là một cái stock mà mình nghĩ là có rất là nhiều tiềm năng trong thời gian tới đây. Và mình tin tưởng là cái stock này có thể sẽ lên double, thậm chí là triple, lên gấp 3 lần trong vòng năm này. Đó là Ford. Thì stock này mình đã mua trước ở trong cái portfolio an toàn của mình ở trên Robinhood khoảng 1 tháng trước rồi. Cái average cost của mình của cái xe Ford này, cái stock này là khoảng 13 đồng thôi. Thời gian vừa rồi nó lên đến mức giá là khoảng 16 đồng, gần 17 đồng. Và khi mà market pullback, các bạn nhớ là tuần trước khi mà Dow Jones S&P 500 rớt rất là nhiều, thì cái stock này Ford nó cũng rớt theo đến mức giá là khoảng 14 đồng mấy, nhưng bây giờ nó đã recover rất là nhanh. Trong vòng 2-3 ngày vừa rồi nó đã lên được khoảng hơn 6-7% rồi. Trong vòng vài ngày vừa rồi thì nó đã lên được khoảng 6-7% rồi. Recover lại rất là nhanh sau cái đợt sell off vừa rồi. Whole market sell off thì cái xe Ford này cũng rất là mạnh. Nhưng bây giờ nó đã recover lại trong vòng 3 ngày vừa rồi, nó lên được khoảng 6-7%. Ngày hôm nay alone thì nó đã lên được gần 4% rồi. Trời đang mưa rất là to, sấm sét rất là nhiều. Florida hình như là đang có bão đến hay là cái gì. Các bạn có nghe thấy tiếng mưa hay là tiếng sấm sét không? Thì mình muốn nói đến cái stock này là tại vì mình nghĩ nó có rất là nhiều potential, có rất là nhiều tiềm năng. Nó vừa có một ông CEO mới vào tháng 10 năm ngoái. Mình không biết là mọi người có nghe rõ hay là không, nhưng mà tiếng sấm sét rất là to. Thì ông này có một cái suy nghĩ, một cái mindset rất là khác với cái ông CEO cũ. Ông focus rất là nhiều vào những cái xe điện, vào những cái electric vehicle để mà cạnh tranh với những cái hãng xe khác, ví dụ như là GM và đặc biệt là Tesla. Tesla sau khi nó ra mắt cái xe điện, xe truck, Cybertruck, nó compare cái xe truck của nó với cái xe truck của Ford. Tại vì các bạn biết Ford là một trong những hãng mà sản xuất xe truck rất là nổi tiếng. Cái xe truck F-150 của Ford là một trong những cái chiếc xe bán chạy nhất trên toàn thế giới trong vòng 40 năm nay rồi. Đây là một trong những cái chiếc xe mà bán chạy nhất. Và hiện tại đến bây giờ nó vẫn đứng top 3 hàng năm về cái số lượng xe mà nó bán ra trên toàn cầu. Thì sau khi ông nhận thấy được cái sự cạnh tranh của Tesla về lĩnh vực là xe truck, một trong những cái sản phẩm mà chạy nhất của Ford, thì ông cũng đẩy cái tiến độ của xe truck electric của Ford lên luôn, F-150 Lightning. Got a targeted 775 pound-feet of torque. It's targeted to go from 0 to 60 in the mid-4-second range. It's a driving experience that's pure, unfiltered exhilaration. New pickup. It's a trusted workhorse, made more thrilling and useful than ever. It's the moment when Ford took electric and turned it into lightning. It's the only all-electric truck that's built Ford tough. Đây là một chiếc xe fully electric, có nghĩa là nó chạy bằng điện và chạy như là xe của Tesla, 100% bằng xe điện luôn. Và các bạn biết là trước kia Ford cũng ra một chiếc xe điện rồi, đó là cái xe Mustang Mach-E. An icon built for freedom, unexpected. The all-electric Mustang Mach-E. Thì đây là một cái chiếc xe chạy bằng điện của Mustang. Thì Mustang là một chiếc xe sport. Nó rất là nổi tiếng vì cái dòng xe Mustang Sport này đã kéo dài mấy chục năm nay rồi. Và khi mà chiếc xe Mustang Mach-E này chạy bằng điện ra, mình không thích chiếc xe này một chút xíu nào hết. Tại vì nó không có giống như là một chiếc xe sport, nó giống như là một chiếc xe family hơn. Cho nên là mình không có pay attention đến cái stock của xe Ford này mấy. Nhưng mà sau khi mình nghe tin là F-150 Lightning chạy bằng điện được giới thiệu cho mọi người, thì mình nói, ông này đi thật rất là đúng hướng, ông này rất là hay. Đó là lúc mình làm thêm nhiều research về xe Ford, về cái stock này, và mình đã quyết định là mua cái stock này cho cái portfolio an toàn của mình. Cái average cost của mình là khoảng 13 đồng và mình đang có ý định là sẽ mua thêm cái stock này nếu mà nó dip. Với cái giá này mình vẫn có thể mua thêm, tại vì mình nghĩ là tương lai cái potential của cái stock này sẽ lên rất là nhiều, đặc biệt là trong những năm tới đây. Hiện tại bây giờ ông đang đầu tư rất là nhiều tiền
vào về cái lĩnh vực là xe điện. Ông chú trọng vào rất là nhiều vào cái lĩnh vực xe điện chứ không phải là xe chạy bằng ga. Nhưng mà ông vẫn không bỏ qua cái sản phẩm của những chiếc xe chạy bằng xăng. Vừa rồi xe Ford cũng ra mắt thêm một cái xe khác, một cái chiếc xe mà lúc trước nó sản xuất ra rất là nhiều và cũng rất là nổi tiếng, đó là chiếc Bronco. Đây là một chiếc xe SUV nhỏ, đặc biệt là nó có thể dùng để chạy off-road trên những cái đường núi, đường rừng, rất là efficient, rất là hiệu quả. Và thêm một sản phẩm nữa cũng rất là mới, đó là Maverick, một cái loại xe bán tải, một cái loại xe truck nhỏ hơn cái F-150 một chút xíu, nhưng mà nó lại rất là mạnh và một trong những cái muscle car của Mỹ này. Và với Maverick thì nó có một cái option khác, đó là cái option hybrid, có nghĩa là nó có thể chạy bằng điện và chạy bằng xăng. Và với cái sản phẩm này, Ford muốn cạnh tranh với những cái chiếc xe truck nhỏ khác, ví dụ như là Tacoma của Toyota, ví dụ như là Colorado của Chevrolet. Và mình rất là hy vọng, rất là hồi hộp với những cái sản phẩm mới ra này. Xe Ford sẽ lật ngược thế cờ và mang công ty lên một cái tầm cao mới để mà sánh bằng với những cái hãng xe khác, ví dụ như là GM hay là Tesla. Thì đây là một trong những cái stock mà mình đặt rất là nhiều hy vọng và có nhiều khả năng là mình sẽ mua thêm các stock này trong cái portfolio mà mình sẽ build tới đây trên Greenbo. Và đây là một cái stock mà mình đặt rất là nhiều kỳ vọng vì mình nghĩ là nó có cái potential rất nhiều, có rất là nhiều tiềm năng. Đặc biệt là trong những năm tới đây, sản phẩm về xe điện sẽ phát triển rất là nhiều. Và Ford là một công ty đã phát triển lâu đời rồi, nó có rất là nhiều dealer around, nó có những cái service center của nó là khắp nơi trên thế giới rồi. Cho nên là Ford khi mà nó cải tiến những cái sản phẩm của nó để mà sánh bằng, để mà cạnh tranh với những cái công ty khác, ví dụ như là Tesla hay là GM, một trong những cái đối thủ cạnh tranh rất là lớn của Ford trong suốt mấy chục năm này rồi, thì mình nghĩ là Ford sẽ mang lại rất là nhiều kỳ vọng trong tương lai. Và các bạn biết là cái stock này trước kia nó đã trả tiền dividend rồi. Cách đây trước khi mà Covid xảy ra thì nó trả tiền dividend rất là cao, khoảng 6, 7, thậm chí là 8 chấm, khi mà stock của nó là khoảng 7, 6, 7 đồng gì đó thôi. Nhưng mà sau khi Covid thì Ford và GM, hai cái stock này, hai cái công ty này nó cắt dividend. Và hiện tại bây giờ thì nó vẫn chưa trả tiền dividend lại. Nhưng mà với việc cắt tiền dividend này thì nó xây được một cái lượng tiền mặt rất là lớn và dùng cái tiền đó để mà đầu tư cho những cái sản phẩm mới ra và nghiên cứu thêm về cái battery, về cái pin để mà cho cái xe điện trong tương lai của nó. Tại vì Ford với những cái sản phẩm về pin này, nó không có nhiều kinh nghiệm về sản xuất pin, cho nên đây sẽ là một khó khăn lớn nhất của Ford để mà sản xuất ra những cái sản phẩm mà chạy bằng điện. Nhưng mà mình rất là tin tưởng, tại vì những cái bước đi vừa rồi, trong năm vừa rồi, làm cho mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà đầu tư tiền vào cái stock này. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình. It's the all new F-150 Lightning.